Chào các bạn, thì bây giờ mình đang ở trong cái khách sạn mà hôm nay thì mình đi công tác xa đấy, thì mình vừa tra tàu là từ đây về nhà mình 4 tiếng tàu, còn lúc sáng thì ở đây là Gunma Ma thì mình ở Kanagawa Ken ấy. Lúc sáng thì mình ngủ xe ngủ trên ô tô mà đến sáng đi làm luôn, thì bây giờ về đây về khách sạn ở đấy thì ngày mai thì mình sẽ đi làm luôn đó. Xong mình về vì nó xa quá không về được ấy. Thì đây là cái khách sạn mà công ty thuê cho thì ở, thì bây giờ mình sẽ quay chi tiết lại cái khách sạn, cái nhà, cái phòng mình đang ở nó như thế nào và nó có cái gì. Mình sẽ quay chi tiết của cái khách sạn Nhật nó như thế nào. Mình sẽ bắt đầu luôn từ ngoài cửa này, tức là sẽ ngó ra ngoài cửa xem nó có cái gì đặc biệt ngoài đó không nhé. Đấy. Thì cái phòng mình đang ở là đây bạn, cái phòng 523 đây, đây phòng sếp là cái phòng bên này 522 sếp. Mình sẽ mở này. Ngoài này không có ai, ngoài này không ai bạn, không không có ai luôn, vắng tanh. Trên này có camera, trên này có camera thì mình nhà mình khóa này, mình sẽ vào trên trong này. Trong này mình đây là nó dùng cái này nó rất là nhỏ đâu. Mình sẽ quay này, nó đây là cái phòng đơn, phòng một người mình nhé bạn. Đấy, bên trong này là có cái gương luôn, gương này gương to luôn đấy. À, đây mình sẽ quay mình đứng bằng người mình luôn đấy. Gương luôn. Thì bên dưới này đây là cái đồ dụng cụ của mình mai làm đây, cái đôi dép huyền thoại đây bạn, đôi dép dép tổ ong, à, cái dép siêu nhẹ, chung là đi được mấy tháng đấy. Quần áo mình mai đây mình sẽ đi làm luôn, à, mình mang đi đấy, quần áo công trường mà. Thì đây là cái bên cạnh đây là cái nhà tắm mà, nhà tắm nhà vệ sinh đây. Cái đây là có cái nút đấy này đấy. Có nút hút gió hút ẩm ấy, bên này là cái điện. Mình sẽ khám phá trong cái khu này nó có cái gì đặc biệt không đấy. Thì đây mình thấy cái này nó đặc biệt, cái này nó khác ở Việt Nam là cái dầu gội, dầu xả, sữa tắm là nó như này luôn, và nói chung là rất chất lượng, mình vừa dùng ấy. Đấy, nó không như Việt Nam mà cái gói nhỏ, như cái này là nó kiểu như không, cái hộp to trong này hết người ta thay ấy. Đây trong nó có một cái gương to nữa. Bên bên này nó có nóng lạnh này, có cái bồn tắm này. Nói chung là ở phòng mình có cái bồn tắm to hơn gấp rưỡi gấp đôi này, nhưng mình ít dùng vì mình không có thời gian đấy. Đấy, nhưng mình vừa ngồi ở mình vừa tắm ở đây là tắm bồn mình ở đây là 30 phút đây, nói chung là rất thoải mái. Đây là nói chung nóng lạnh là cơ bản, thì khách sạn nhà nghỉ ở Việt Nam thì cũng có hết. Đây là những cái dâu cạo cạo cái cạo dâu này, kem đánh răng một lần, dùng một lần đấy, có giấy mọi thứ. Đấy, đặc biệt là cái dưới này nó có cái nhà vệ sinh mà nó khác ở Việt Nam. Cái thực ra ở Việt Nam là nó có cái mà nó cao cấp, có cái này thì đây nó có cái nước nước xả nó xịt nó rất là lạ, và có những cái âm nhạc, có những âm thanh mà nói chung là để dễ hơn đấy. Nói chung là đây nó đây trong này rất là sạch sẽ, không nữa đây mình đóng cửa là nó kín luôn. Mình sẽ tắt trong này đấy, cái khó khăn này mình còn chưa có dùng cơ, chưa dùng mình sẽ đóng và mình sẽ khám phá bên trong này. Trong này đây có, mình sẽ quay đây, đây tổng thể bạn, nó rất cơ bản. Cái điều đặc biệt là cái kia, một lát thì mình sẽ nói từ ngoài này vào những cái dụng cụ, những cái cơ bản đấy. Đấy thì có cái cục tre này bạn ơi, mình không hiểu cái này nó là để làm gì, để lên chân hay là để mát xa chân hay kiểu gì đây. Cái cục tre này đấy. Cục tre, một cái mảnh tre này, này có cái dép mặc một lần này, dép mặc một lần. Thì bên này là đây, mình dép để luôn lung tung cái đôi dép của người ta đấy. Đấy, dép người ta là đi đi trong nhà. Bên cạnh có cái ghế đỏ này, bên này là có hộp giấy nữa. Xong rồi đồng hồ bây giờ là hơn 9 giờ rồi, thì mai vừa mới ăn cơm rồi, ăn cơm thì khách sạn người ta ăn đấy, ăn ở đây luôn, nói chung rất là ngon. Và sáng mai là ăn tiếp, ăn xong là đi làm luôn đấy. Đấy, cái này là cái đài tàng thuốc, thì cái này nó không phải bẩn, nó cái kiểu kiểu nó như thế, nó bằng bằng đá bạn. Hay người có móc quần áo, có cái đánh giày, à có cái ấy này cho giày vào. Nói chung là quần áo mình để kia cho gọn, chứ móc đây nó xòm xòa mai lại nó tung cái mù lên đó. Thì là đây này, có bên này có cái bóng điện, cái này là ấy bạn, cái này là cái dán tường mà, không phải gạch đâu. Cái dán tường rất là, nhìn nó rất là giống kiểu nó cổ cổ ấy. Đấy, cái này này bên này có một cái bộ quần áo ấy, mình còn chưa mặc, mình mới, nói chung là mình vừa đi ăn cơm mình đi ra ngoài một lát ấy, xong mình về đây. Đấy. Đây này có cái này là cái để
cái này là kiểu như nó làm nóng nước các bạn, nó làm nước sôi đấy, làm nước sôi xong để mình pha trà để cái cốc. Còn cái này là cái trà bạn ạ. Đấy, trà đây, trà để mà oxy rất là ngon đây, nhiệt trà, cái cách sử dụng người ta ghi đây, lát chắc mình uống đó. Lát mình thử pha uống xem như thế nào. Đây là cái thiếp của người ta đưa đấy. Thì là đây cái chìa khóa này, cái này là cái phiếu ăn cơm ngày sáng ngày mai này. Thì là đây là cái đồ của mình, đấy điện thoại là, và cái này là chai nước, chai nước mình mua, và đây lát mình uống, và một tí nói chung là cái chuỗi của mình mua đấy. Được, có cái ghế nữa, hai ghế này, bên này còn một cái ghế nữa, bên này có một cái ghế xạo làm ghế nhỉ. Cái ghế này là cái ghế gập này, bên này là cái điều hòa, bản điều hòa người ta để ở đây luôn, điều hòa mình đang bật là 18 độ để cho nó mát. Đây là những cái thông báo của người ta. Nói chung là đây này, cái bên dưới này có tủ lạnh bạn, cái tủ lạnh ở đây đấy, tủ lạnh dưới này, tủ lạnh cái này là trắng hết đấy, còn cái chai nước là mình vừa mang vào ấy, cả cà phê cà phê là mình cũng cho vào ấy để nó lạnh, để lát mình sẽ uống. Còn thứ hai cái này nó vẫn hoạt động, nó vẫn lạnh bạn, rất là lạnh luôn đấy. Thì đây là có cái điện thoại luôn, điện thoại này. Đây, cái này là cái điện để mà người ta đọc sách. Sách thì mình sẽ quay 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 cơ bản, quay xa, quay từ góc này cơ. Góc này đó. Thì là đấy, cái này nói chung là chỉ một người ở, hai người là chật, cái này phòng mình nghĩ là chật, nói chung cái này chỉ một người thôi. Đấy, chúng ta cùng nhau ngó ra ngoài cửa phát. Ngó ngoài cửa sổ. Ui. Cái này nó nặng các bạn. Nặng. Đấy. Cái này bây giờ mình đang ở gần ma. Có hai lớp, một bên ngoài, một lớp cách âm, cách gì đủ trò luôn. Đó, chúng ta sẽ ngắm cái thành phố. Mà thực ra cái này nó không phải thành phố đâu các bạn, nó là một cái nông thôn, một cái thị trấn ấy. Vừa nãy kiểu như mình làm ở bên kia, cái công trường mình bên kia. Nói chung là mình đi khoảng tầm 20 phút ô tô ấy. Nhưng mà 20 phút mình nghĩ chắc thì khoảng 3-4 cây, 2-3 cây gì ạ. Tít bên kia, đấy, công trường. Mai mình sẽ sang đấy mình làm xong mình sẽ về. Còn bên này là nói chung là đây đó, thành phố ở đây nó không có nhà cao tầng đâu các bạn ạ. Không có nhà cao tầng mấy đâu. Nó không như ở trên như chỗ mình, như là Tokyo hay Yokohama thì nói chung là rất là nhiều. Nói chung đây bạn rất nhiều cao tầng. Đây không có, mình đang ở tầng 5 mà. Cái xe tải của mình ở kia, xe tải kia. Đấy. Một lát thì sáng mai thì mình sẽ đi làm luôn, xếp ngay phòng cạnh. Nói chung đây, đây là người ta đóng kín cửa hết, kín mít luôn, kín luôn. Mỗi phòng mình mở không ai, cả nhà dân người ta cũng đóng cửa hết luôn. Đấy, mỗi thanh niên mình là mở cửa, mà cửa ở Nhật là nó không có song đâu, không có song cửa như mình đâu. Đấy. Thường thường như vậy, mình thấy là đa số như vậy ở nhà mình, kể cả tầng 1 người ta cũng không cần song cửa luôn, chỉ cần cửa kính là xong. Đó. Đây, mình sẽ vào trong này, có cái đặc biệt ở đây bạn. Đây là cái đặc biệt đây. Cái đặc biệt mà chú ý nhất là cái tivi này, cái tivi sợ mặt mình nó ngược sáng đấy, cái tivi này bên trên này là kiểu như là cái nội dung mà của cái nhà, và kiểu như là mình gọi món ăn hay gọi cái gì ấy, hay là cái phục vụ như là nhà bếp hay là giặt là ủi hay mọi thứ ấy, là cái dịch vụ của cái nhà hàng của cái khách sạn này. Còn cái bên dưới này, bên dưới này, bên dưới này là toàn là mình vừa mình nhấn vào ấy, mình tưởng là cái gì mình nhấn vào là nói chung là toàn loại phim 18 cộng, toàn hình ảnh đó. Phim thì không xem được, mình phải nạp tiền ấy, mình phải nạp tiền một sen thì mình mới xem được. Nói chung là không lành mạnh lắm, nói chung nó loạn hết mà không có chương trình tivi gì cả. Mình mới đầu mình nhìn vào mình cứ tưởng là cái tivi đó, mình sẽ mở lên xem nó như thế nào, thì hóa ra đây nói chung là không ổn lắm. Mà Nhật thì gần như là cái này nó tự do, kể cả như cái cửa hàng comedy mà những cái hình ảnh 18 cộng, những cái hình ảnh mà nó nói chung là kiểu người lớn ấy, người ta bán sách báo mọi thứ là người bán tự do hết. Đấy, bây giờ xã hội nó gần như nó bại hoại hết như vậy rồi. Nói chung là đây là cái kiểu người ta như vậy. Đấy, còn truyền thống ngày xưa thì sao có như vậy được. Thì đây thì ngày xưa thì mình cũng làm ở khách sạn, mà ở Việt Nam thì mình có làm ở khách sạn nhà hàng ở cái khách sạn mà mình nhớ ngày xưa mình ở trên Thái Nguyên, là mình ở trên Thái Nguyên ấy. Đấy, mình làm hết luôn ấy, kiểu như là mình có
có kiểu như là mình làm để dọn dẹp này, mình thu tiền này. Kiểu như là cái cô đấy giao hẳn cho mình khoảng năm bảy phòng một cái nhà nghỉ. À, thực ra đó là cái nhà nghỉ thôi bạn, nó không phải khách sạn đấy. Cái nhà nghỉ thôi thì là mình sẽ thu tiền thôi, xong là cô cuối ngày cô đến lấy tiền và mọi thứ thì mình giao hết đấy. Đấy, kiểu như mình xong mình bàn giao lại cho người ta. Đấy. Và thì mình thấy là khách sạn ở Nhật này nói chung là có nhiều điều nó khác ở Việt Nam đấy, mình vượt qua hết đấy. Đấy. Ở đây thì mình ra ngoài khác này, lạnh quá bạn. Nói chung là gần như là người ta đến khách sạn để nghỉ có mấy ai nghỉ đâu luôn. Sẽ mở cửa ra một lát. Lát chắc mình sẽ nghỉ sớm, mai mình sẽ đi làm thì sẽ kết thúc video đây. Mình sẽ làm ngắn, mình quay lại cái ngôi nhà, cái khách sạn, cái nhà nghỉ này. Thực ra ở Nhật ấy là nó chỉ có một dạng là khách sạn là hotel, chứ mình ở Việt Nam mình có một cái nữa, có kiểu như có hai cái dạng, một cái nhà nghỉ và một cái dạng khách sạn nó cao cấp hơn một chút. Ở đây thì cái này nó thuộc là cái, nói chung là kiểu như hàng bình dân bình thường ấy, còn cái khách sạn kia nhiều khách sạn nó VIP hơn thì nó sẽ khác hơn đấy. Thì mình sẽ kết thúc video đây, thì cảm ơn các bạn xem, thì chào bạn, hẹn gặp bạn ở video tới. Chào tất cả bạn, mình sẽ ngủ sớm rồi. Sếp nãy sếp mua mấy lon bia, một cái lốc bia liền ấy, với cái bia rượu uống mình không uống ấy đấy. À, người Nhật thì ở bên này kiểu như người ta sống bật chữ ấy, mình nói rất nhiều video của mình ấy, kiểu như người ta sống độc lập ấy, người ta cũng không, cả ngay những cái phòng mình ở như vậy, người ta không vào phòng người khác ấy. Mà người ta cũng không thích người ta khác vào phòng của họ, nên là mình cứ sống bình thường này thôi. Thì mình sẽ kết thúc video đây, thì chào các bạn.